Hello, xin chào các bác nhé. Đã trở lại kênh Sốt Gà Nhật Bãi rồi này. Đây hôm qua các em 56 có về cái sốt đồ lạnh, còn một con sốt đây chưa quay cho các bác, đây em quay cho bác này, con Hi nhá. Hitachi gương màu vàng cát đấy con này. Đấy. Đây, viền các bác này. Đấy, viền khá là ok, sạch sẽ đẹp nhá bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Thành vách nhá. Thành vách các bác nhìn kỹ nhá, mà thành vách rất là đẹp. Đây, ni lông nhá bác nhá. Đấy. Thì thức khá là ok. Ở đây nữa. Thành vách này nữa, rất là đẹp nhá bác nhá. Đấy. Đây đằng sau nó có này. Đấy, đằng sau nhá. Mọi thứ ok hết, có nguyên tem này. Đấy. Đây có anh em xoay kỹ cho bác xem nhá. Đấy. Hôm qua rất nhiều bác hỏi con Hi gương này thì em sẽ review cho qua cho các bác nhá. Đây một Hi gương mặt màu vàng cát đó con này. Đây, chưa dọn vừa thao xong. Đây bìa vừa thao xong. Đây. Con này của nó là đời 2017 này, dung của nó là 470 lít nhá. Công suất con này nó rất là to nhá nhá. Trong 5 cánh nhưng mà nó lại ngang ngửa 6 cánh thường thôi nhá. 470 lít này. Ga là R6 600A bác nhá. Nặng của nó là 97 kg này. Điện 100V, công suất tiêu thụ nó là 91W này. Lúc khởi đầu là nó là 146W nhá. Công suất 1 năm nó là 273W này. Trên 1 năm nhá. Còn đây là các thấy trong cái này, thành vách khá là ok nhá. Đấy, sạch sẽ này. Con này chắc chỉ dọn qua là lên đường các bác chỉ đây này. Đây là hút chân không thôi nhá. Đấy. Platinum này. Đấy, cả hút chân không thôi nhá. Đấy. Khá là ok. Con ly Japan. Đấy con này. Đấy. Khay đá này. Khay đá rơi đi con này. Đấy còn nguyên xìa này. Đấy. Đây khay này con này. Đấy. Khay để rau với nhá. Khay đông. Ở đây khay để rau được quá. Khay đông đây dưới này. Sao? Đúng rồi. Có một khay mát, một khay đông quá. Đấy. Thì khá là ok nhá. Bác nào quan tâm thì con này thì liên hệ em nhé. Bác sự có số điện thoại 0983 329 7500 với. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Xin chào các bác ở link tiếp theo.